Xin chào anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị về cái vấn đề á, hoa của mình mà nó làm nụ bằng cái đậu đũa rồi thì nó có sớm hay không nha anh chị. Thì ở đây thì em đang trồng cái giống là 06 nè, trồng có một hai chậu thôi. Thì nó cũng đã làm nụ bằng cái đậu đũa nha anh chị ha. Anh chị có thể xem được nè. Quay cận cảnh cho anh chị xem ha. Nó bằng cái đậu đũa ăn cơm của mình rồi nha anh chị. Thì cỡ này trong cái thời điểm này thì đối với những cái giống mà vàng chanh á là sớm nha anh chị ha. Còn những cái giống mà màu cam đỏ thì không sớm. Thì đối với mà những giống mà cam đỏ thì bây giờ thì anh chị có thể là anh chị tưới nước cho nó nha anh chị ha, tưới nước cho nó nhiều lần và anh chị để cho nó ở trong cái bóng mát nha anh chị. Ở đây thì em để trong cái bóng mát nè, anh chị có thể xem được nè. Ở trên là có cái bóng mát nha anh chị ha. Đó. Thì đối với mà những cái giống mà màu vàng anh chị thì ở đây thì anh chị có thể là lãi bỏ luôn cái nụ này nha anh chị ha. Ví dụ như ở đây thì mình lãi là bỏ luôn nè. Đó, anh chị lãi bỏ cái nụ này thôi. Tại vì có nhiều anh chị không biết á. Anh chị bấm luôn một cái cặp lá của nó ở cái lần mà chẻ, ví dụ như anh chị như thế này đi, anh chị bấm bỏ luôn nè, đó thì là không đúng nha anh chị ha. Thì ở đây anh chị chỉ lãi cái nụ của nó thôi, ở cái cây hai anh chị lãi nụ của nó nha anh chị ha. Thì nó sẽ ra những cái bông chèo nha anh chị ha. Ở đây nè, nó sẽ có những cái bông chèo như thế này nè, đó thì nó sẽ làm nụ nha anh chị ha. Và nó sẽ đúng Tết thì thông thường thì bây giờ mà anh chị lãi á thì khoảng đâu là lối mùng 7, mùng 8, mùng 9, mùng 10 tầm đó nha anh chị ha, thì nó sẽ ra được những cái búp mới nha anh chị. Về phân á, thì ở đây thì thời điểm này thì anh chị có thể là tưới phân loãng thôi. Nếu như mà cái dạng thọ của anh chị mà nó đã ra rễ nhiều rồi đó, ra rễ nhiều ha, bây giờ anh chị không tưới phân cũng được, mà anh chị cũng phải là lót đít chậu cho nó nha. Ở đây em lót đít chậu này cho nó anh chị. Đó, anh chị có thể xem được ha, em lót đít chậu ha. Em lót cái phân là 20-15, cái dòng mà màu xanh nha anh chị ha. Em kiếm mua cái phân ba màu nó không có, em chơi cái dòng phân màu xanh luôn cũng được nữa. Đó, thì anh chị cũng có thể là lót đít chậu ha. Thì thời điểm này thì em thấy anh chị hỏi về cái vấn đề là hoa của mình làm nụ sớm hoặc là làm nụ trễ thôi. Những anh chị mà hoa của mình mà thời điểm này mà chưa làm nụ mà chèo nó yếu á, thì ở đây thì anh chị có thể là anh chị ngắt lá cho nó nha. Thì em cũng có một cái video em chia sẻ cho anh chị hồi lúc sáng đó. Thì cũng có một cái video là chia sẻ cho anh chị về cách ngắt lá nha. Thì ví dụ như những cái lá nào, ví dụ như nè, chúng ta ngắt nửa lá của nó nha. Đó nè. Ngắt khoảng nửa lá như thế này là được nha anh chị ha. Ở đây thì chèo bên em thì nó mạnh rồi. Những cái cây trồng chậu này thì nó hơi ốm nha anh chị ha. Tại vì bữa cái giá thể nó cũng chưa đạt mấy nữa. Những cái chậu mà em để trước trồng tại nhà thì nó đã đạt rồi. Thân nó rất là mập luôn. Nói chung là cũng tùy giống nữa. Những cái giống trước em trồng trước là giống dòng T nha anh chị ha, dòng của Thế Giới Hoa. Cái này em trồng giống của 06 nè, nhưng mà cái giá thể nó không đạt. Em mới thêm cái giá thể cho nó là cái phân chuồng nha anh chị ha. Cái phân chuồng cái phân bò của mình á. Nói chung là em ủ cũng lâu rồi thì em mới thêm cho nó. Này em xuống đất luôn, tại vì bây giờ cây của mình nó hơi ốm, em xuống đất luôn nè và em thêm cái phân ở dưới cái đít chậu anh chị, tưới nước ẩm ẩm vô thì cây nó cũng sẽ đủ cái dinh dưỡng ha, bông của này sau này nó cũng làm bông to hơn. Thì đó là cái chia sẻ của em ha, trong cái video ngày hôm nay. Rồi em cũng xin được mến chào nha.